Kênh chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng và quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng và quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này sẽ cập nhật giá sỉ một số mặt hàng nông sản có mặt tại chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay. Hôm nay là mình giới thiệu đến quý vị khán giả và quý vị khách hàng là cái vựa chanh tắc của anh Thảo. Đây cái vựa chanh tắc của ảnh là nằm ở trước đường số 4 nha quý vị. Vừa qua khỏi chợ đầu mối Hóc Môn là ảnh nằm ở bên tay trái, đối diện với đường số 4 của chợ đầu mối Hóc Môn, nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc, mặt tiền đường Nguyễn Sóc nha quý vị. Rất là đây anh chủ đây. Mình giới thiệu với quý vị khán giả và quý vị khách hàng á, có làm ăn với lại anh Thảo thì cái số điện thoại của mình á, mình có ghi ở cái trên cái màn hình video đó nha quý vị. Giờ anh xã Thảo thì chuyên về kinh doanh về mặt hàng chanh tắc, có nhận ship đi cho quý vị luôn nha quý vị. Nếu mà quý vị mà mua mà chanh tắc mà 200kg đô lên trong thành phố thì ảnh ship miễn phí nha quý vị. Nếu mua nhiều vậy là mình được miễn phí vận chuyển, cũng rất là nhiều tiền quý vị, thấy nó cũng kinh tế á. Quý vị có mua mặt hàng mà chanh tắc và những mặt hàng đó mình cập nhật sau đây thì cái dựa của anh Thảo bán thì quý vị ra ủng hộ anh Thảo nha quý vị. Giờ anh Thảo thì có bán gừng ớt chanh tắc, gừng châu đó 13.000 đồng ký quý vị, nhìn nó rất là sạch. Ở đây có bán xả nữa nha quý vị, xả 1 ký 8.000 đồng. Là gừng. Anh Thảo có bán ớt nha quý vị. Ớt hiểm. Ớt hiểm hôm nay là 18.000 đồng một ký nha quý vị. Những cái giá mà mình có đọc lên đó cho quý vị là cái những cái giá tham khảo thôi nha quý vị. Còn mình có mua hàng thì mình cứ liên hệ điện thoại trực tiếp á. Gặp anh Thảo để mình hỏi về cái giá nó cập nhật vào cái thời điểm của mình muốn mua hàng. Chứ còn cái chợ đầu mối Hóc Môn thì không bao giờ nó cái giá nó chết một chỗ gì, nó lên lên xuống xuống, mà cứ hai chợ nó hút thì nó lên. Đây là cái giá này là giá tham khảo, mua sỉ thì có bán sỉ mà ở đây cũng có bán lẻ đó nha quý vị. Bà nội trợ ở gần cái khu vực này mà có xem kênh mà ủng hộ mình đó thì có mua mà số lượng mà ít đó thì anh cũng không bán nha mấy người. Bây giờ là 2:30 sáng, mình có mặt tại vựa chanh tắc của anh Thảo. Đó bên kia là đường số 4 quý vị. Đó bên đây mình ngó qua đường xéo xéo là đường số 4. Đây là đường Nguyễn Thị Sóc. Anh đối diện qua là cái quán Phở Hùng. Ở ngoài quốc lộ 22 quý vị, quẹo đường Nguyễn Thị Sóc. Mấy quý vị chạy qua hết cái chợ đầu mối Hóc Môn là cái vựa chanh tắc của anh Thảo nằm ở bên tay trái của quý vị. Quý vị đây bán rất là nhiều chanh tắc, chanh giấy đây nè quý vị, chanh giấy là 2
20.000 đồng 1 ký. Đây là chanh giấy, chanh này hiện tại giờ cái giá tham khảo bây giờ là nó 20.000. Tắc Bến Tre quý vị, mua tắc đây là ủng hộ bà con nông dân Bến Tre nha quý vị. Tắc Bến Tre lớn 13.000 đồng 1 ký, cái lọ nhỏ nó có 9.000 thôi nha quý vị. Này là cái lọ lớn đó. Nó tươi rói rồi quý vị. Đây là chanh không hạt, chanh không hạt 12.000 đồng 1 ký quý vị. Đây là chanh Đà Lạt, chanh Đà Lạt 8.000 đồng 1 ký. Ngoài ra giữa anh Thảo còn bán kinh doanh về mặt hàng hành tỏi cũng rất là nhiều quý vị. Tỏi, cái này là tỏi hồng nha quý vị. Tỏi hồng nhìn nó rất là sạch, 52.000 đồng 1 ký nha quý vị. Đây là tỏi cô đơn, tỏi cô đơn 75.000 đồng 1 ký. Đây là hành tây, hành tây rất là sạch nha quý vị, sạch đẹp đều. Mặt hàng của anh bé hành tây, hành tây sạch như vậy ra có 12.000 đồng 1 ký thôi nha quý vị. Thì có mua mà về thì sử dụng mà dịp Tết Nguyên Đán của mình á, mua 1 ký 2 ký rồi chạy ra ủng hộ anh Thảo. Anh Thảo cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là hành tím Vĩnh Châu, đây là hành tím Vĩnh Châu rồi quý vị. Hành tím Vĩnh Châu 25.000 đồng 1 ký. Còn đây là hành tím Trà Vinh nha mấy chị. Hành tím Trà Vinh là 35.000 đồng 1 ký. Đó bà con Trà Vinh mình đó là trồng cái hành đó vậy. Tỏi trắng 30.000 đồng 1 ký. Tỏi trắng hành cũng rất là sạch đẹp. Đây là tỏi Bắc, tỏi Bắc 75.000 đồng 1 ký. Anh có bán hành Indo và hành Ấn Độ nha quý vị. Hành Ấn Độ 14.000 đồng 1 ký, hành Indo 15.000 đồng 1 ký. Gần khu vực này người ta có bán rau, bán chuối nha quý vị. Ở kế bên này có cái chị xinh đẹp, chị bán rau thơm các loại luôn quý vị. Đây nữa, đây nữa, đây là ông chủ quý vị. Quý vị khách hàng, quý vị khán giả có làm ăn mà cái với lại vừa chanh tắc của anh Thảo thì số điện thoại mình có ghi lên trên cái màn hình video quý vị. Liên hệ số điện thoại để mình nắm lấy cái giá cả rồi mình tới ủng hộ Thảo, cảm ơn rất nhiều.
ở đây là anh như là anh chiên bán về chanh tắc cái gì thấy mạnh của anh bán rất là rẻ. Nếu quý vị khách hàng mà có kinh doanh về mặt hàng chanh tắc thì đến đây mua ủng hộ. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Xin chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Chào tạm biệt, bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.